sacred art. Khi xã hội đã còn tồn tại thì chuyện gì cũng sẽ xảy ra. Đừng thấy lạ khi nghe đồn đại thức ăn Trung Quốc tẩm thuốc tẩy da. Một thanh niên trí thức đeo kính ăn mặc chỉnh tề tóc chảy bảy ba, nhưng ra tay giết người hàng loạt lấy vài đồng lẻ sẽ bãi tha ma. Bởi thế nên mày đừng sợ hãi khi xung quanh ta có tên quỷ thôi. Sống hết hôm nay ngày mai ta chết, chuyện đó đều do ta nghĩ thôi. Có ai chỉ tôi thấy lối thoát, có ai xỉ tôi bỏ xã hội, có ai ngửi thấy mùi thối nát nằm dưới một lớp đều hoa trôi. Thời gian sẽ qua nhanh thôi rồi ai cũng sẽ về với đất cội. Vậy họ đạp lên nhau làm gì, câu hỏi tự đặt rồi tự xá vội. Có cụ già ngồi lặng trên đỉnh cầu dù mưa gió lạnh thấy quá tội. Hỏi cụ của nó thích nhìn ánh đèn đang vượt qua nhau vượt qua tôi. Nơi xa xôi có chút ánh sáng nhưng do vòng xoáy để đã tạo. Mọi thứ tôi thấy bạn thấy có phải sự thật hay nó là giả tạo. Khi kịch bản đã được viết lên dù ai biết được thì đã sao. Vậy hãy trả tao giấc ngủ kệ mẹ cuộc đời chấm hết cũng chả sao. Người cao nên đâu nghe thấu nơi đời đâu tranh giành nhau. Khi bình minh lên cao như mong nơi mà dấu chân người lâu đi xem. Nhắm mắt với đời lầy thối đường tối kề lối về nói rồi chối ngồi đói như con sói buồn con sôi người sôi mối kệ viết cho tha thiết. Họ đánh vợ tôi thì giết, luật pháp giờ thì biết gì cần thiết thì cứ xiết đi. Điếc nên không nghe họ biết nhưng không nghe tình tiết như tiểu thuyết. Hai thằng giết đi trên xe ngủ thiếp là hành động toàn làm tiếp thì vì nên nghe. Yeah, triết lý là phải biết ý ký vào hợp đồng khai thông cả công lý xấu xí ở trong lòng che lấp bầu không khí. Ông lớn thì vẫn lo chưa xong giờ nên tiếp tục xin thêm ông nhí. Người tốt thì hơi dốt, tự nhốt như là khỉ. Quỷ thì đợi lốt người tốt và sẽ chỉ ngăn cách tốt xấu đã bị hủy đốt nấu ra thành cho vo rối thành bóng tối trong suy nghĩ. Yeah. Tao muốn được ngủ, tao muốn có yên bình, tao muốn có đủ những thứ thiếu sót dù không cho riêng mình. Tao muốn cực đủ dù biết phần thắng sẽ không tới riêng mình. Những thứ mà tao làm chủ sẽ tạo suy nghĩ thực tế cho riêng mình. Tao muốn được ngủ, tao muốn có yên bình, tao muốn có đủ những thứ thiếu sót dù không cho riêng mình. Tao muốn cực đủ dù biết phần thắng sẽ không tới riêng mình. Những thứ mà tao làm chủ sẽ tạo suy nghĩ thực tế cho riêng mình. Tao nên đâu nghe